tiếp cận mọi người ơi. Mùng 6 Tết. 25 độ có hổng hả? Bữa con chưa có về á, con chưa về, 25 độ có hổng. Không, để anh bớt. Anh bớt về. Hai chị bà ăn quá thì ăn đi ngon chứ. Biết rồi, mẹ không cần cái xe đó chạy. Sao em biết rồi? Mỹ lên vậy. Đi ra chợ Sài Gòn ăn cháo thì cả nhà. Cháo ăn cũng. Không có ớt tế ăn này là sao tế này. Sai ăn gì thôi sáng. Ăn cái chanh vô. Em vừa ăn rồi. Đồ cháo này nhỏ tí. Con thì con ăn gì vừa nè. Thì đàn ông thì bán khác, đàn bà bán khác. Chứ bán cháo nhiều ăn cũng ngán. Ăn gì thấy vừa. Mười mấy 20 năm. Thì cái nào làm được thì làm hai thứ luôn.